Nét Vũ Đô Phương đang có mặt tại sân thi đấu Phú Thọ. Thì hôm nay là chương trình là Miss Trend nha quý vị nha. Hôm nay là buổi chung khảo, là buổi bán kết rồi mọi người ơi. Đó thì còn vài ngày nữa là buổi chung kết sẽ được diễn ra. Thì không biết năm cô gái nào sẽ điện giải diện cái năm cô gái ở Miss Trend ở năm ngoái nha. Năm ngoái thì mọi người đã thấy rồi, Hoa hậu là Đàn Thiên Ân nha quý vị nha. Á hậu 1 là Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Á hậu 2 là Tuyết Như, Á hậu 3 là Minh Thư và Á hậu 4 là Mai Ngô. Thì hôm nay không biết năm cô gái nào sẽ đại diện cho năm cô gái này. Thì em đang hồi hộp, thì hôm nay thực sự thì lựa một bộ cánh rất là động đẩy để mà xuất hiện trên thảm đỏ. Mà trời xui đất xui, làm sao mà thử chiếc đầm kia nó không vừa, cho nên bị mất thời gian đó, cho nên em đến hơi trễ. Dạ thực sự là vậy. Thì một chút nữa mọi người sẽ được chiêm ngưỡng tất cả 40 mấy cô gái, em bán kết là 45 cô gái sẽ sải bước và sẽ trình diễn phục vụ mọi người nha. Ôi vui. Ôi. Hello chị. Ôi vui mọi người. Đẹp quá, ở Đoàn Thiên Ân kìa, quay đi. Đẹp quá, xuất sắc. Xin được hân hoan chào mừng toàn thể quý vị đã đến với đợt chung khảo toàn quốc Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, Miss Grand Việt Nam. Miss Grand International 2019, ca sĩ Lona. Xin được trân trọng giới thiệu Hoa hậu siêu mẫu Minh Tú. Thank you.
của 44 thí sinh Miss Grand Việt Nam 2023. Mọi người thấy như thế nào ạ? Tuyệt vời không ạ? Hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt một lần nữa để cổ vũ cho 44 cô gái tuyệt vời của chúng ta được không ạ? Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, các thí sinh của chúng ta đã trải qua hai phần thi vô cùng kịch tính nhưng cũng không kém phần hấp dẫn với thông điệp My Hair, My Unique Crown, mái tóc tôi, vương miện chất riêng của tôi. Hello mọi người nha, hiện tại thì top 44 đã trình diễn xong rồi. Thì em với đẹp Vũ Đô Phương với lại người đẹp Mộng Thường sẽ dự đoán top 15 nha mọi người nha. Em thì sẽ dự đoán ứng cử viên là người đẹp Lê Hoàng Phương. Tiếp theo sẽ có là Đặng Hoàng Tâm Như. Ồ, thì giờ kế tiếp là chị sẽ dự đoán của giải thưởng Best Hair Improvement by NH23 xin được chính thức gọi tên. Thí sinh số bao danh 241 Lê Hoàng Phương. Lê Hoàng Phương. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời đương kim Miss Grand Việt Nam Đoàn Thi Hồng, đồng thời là đại sứ thương hiệu NH23 sẽ tiến lên sân khấu để chào sát. Và xin được trân trọng kính mời Miss Axel Weiss, CEO Max by Paris and NH23 sẽ cùng tiến lên sân khấu để trao tặng cúp lưu niệm. Các bạn quá xứng đáng luôn á. Thiên Ân đẹp quá. Đó bây giờ là hoa hậu Đoàn Thiên Ân sẽ lên để mà trao sát cho quý vị nha. Quá đẹp luôn. Kính thưa quý vị, một lần nữa xin được chúc mừng thí sinh số bao danh 241 Lê Hoài Phương đã là thí sinh chiến thắng giải thưởng Best Hair Improvement by NH23. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ đương kim Miss Grand Việt Nam Đoàn Thiên Ân, đồng thời là đại sứ thương hiệu NH23 sẽ trao sát cho Lê Hoài Phương. Lê Hoài Phương. Vâng, và đây sẽ là chiếc cúp lưu niệm đến từ nhà tài trợ NH23 xin được trao cho thí sinh Lê Hoài Phương số bao danh 241. Một lần nữa xin chúc mừng và xin được cảm ơn hoa hậu Đoàn Thiên Ân và Mr. Axel Weiss, CEO founder of Mark Weiss Paris and NH23. Một lần nữa xin được chúc mừng thí sinh Lê Hoài Phương. Tôi rất sẽ trao cúp bản thưởng cho Miss Ella Sen, Miss Grand Việt Nam 2023, Bùi Khánh Linh. Một lần nữa. Thank you.
hello mọi người nha. Hiện tại Vedette Vũ Đức Vương đang có mặt tại thảm đỏ Miss Trend 2023 Hoa hậu Việt Nam. Đó thì hôm nay thì Vedette Vũ Đức Vương đã xem bán kết và sẽ dự đoán tất cả các cô gái hôm nay rất là tiềm năng và rất là sáng giá nha mọi người nha. Và Vedette Vũ Đức Vương ủng hộ và bình chọn cho người đẹp Lê Hoàng Phương. Đó thì như mọi người đã thấy đó thì tất cả thảm đỏ thì sẽ được tất cả các anh chị để mà chụp hình. Đó hiện tại là đang diễn trang phục bikini nha. Cho nên bây giờ em sẽ phải chạy về để mà chiên cái viên chiên đó mọi người. Dạ, hẹn gặp mọi người ở đêm chung kết nha. Và cảm ơn Minh Tú rất nhiều. Đó thì Minh Tú đã gieo duyên cho vé cho Vedette Vũ Đức Vương và Mộng Thường để mà xem đêm bán kết nha. Đó, cảm ơn Minh Tú rất là nhiều nha. Và cảm ơn bé Giàu Tăng. Bây giờ dạ, còn đi đi show về leo rào nha cả nhà. Đi show về thì em leo rào luôn. Trời chết. Điên này nè.